Trong những ngày này, tại di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần văn hóa du lịch ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024. Ước tính mỗi ngày có hàng nghìn người dân và du khách đến dâng hương tham dự các hoạt động của lễ hội. Từ ngày 13 tháng 4, các hoạt động thi chạy binh, trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp, sản phẩm thế mạnh của huyện Thọ Xuân và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài huyện tại khu di tích Đền thờ Lê Hoàn thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Bánh lá răng bừa, bánh gai tứ trụ, nem nướng là những sản phẩm đã trở nên quen thuộc với du khách gần xa. Cùng với đó, các trò diễn, trò chơi dân gian như múa xuân phả, múa bồn bông, chơi bài điếm được các nghệ nhân trình diễn bằng tất cả tình yêu, lòng tự hào về vốn quý văn hóa truyền thống của quê hương, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Năm nay thì rất là vui, thích nhất là cái màn múa xuân phả với là nhảy sạp. Tôi thấy những người nông dân họ rất là bình thường, ngày bình thường là người ta làm đồng làm ruộng, nhưng đến khi người ta biểu diễn người ta rất là chuyên nghiệp, múa như là nghệ sĩ chuyên nghiệp thực thụ ấy. Hàng năm thì năm nào tôi cũng về Đền Lê Hoàn để thắp nén hương tưởng nhớ tới các cái vị tiền bối của chúng ta. Tôi về đây thì mỗi một năm nó mỗi một khác. Năm nay thì thấy cái sự đổi mới và cái công tác tổ chức rất là chu đáo. Cho nên là chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Trong khuôn khổ lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa du lịch ẩm thực năm 2024, huyện Thọ Xuân cũng đã tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng thi đấu thể thao. Theo kế hoạch, sáng mai ngày 16 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch, lễ hội chính thức khai mạc với các nghi thức truyền thống và cả chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của Hoàng đế Lê Đại Hành cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Để phát huy tốt được cái bản sắc văn hóa, nó gắn liền với đời sống xã hội tại địa phương cũng như các vùng lân cận. Thì đối với địa phương, thì trong những năm tiếp theo, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục phát huy những cái truyền thống và mở rộng các cái hoạt động văn hóa phi vật thể, đặc biệt là khôi phục những cái trò chơi, trò diễn dân gian. Từ những cái trò chơi, trò diễn dân gian đấy thì để thu hút được nhiều du khách và giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần văn hóa du lịch ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024 sẽ góp phần phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất và con người Thọ Xuân nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch.